Xin chào các bạn, là mình đây. Chắc các bạn nghe giọng mình và nhìn mặt mình rất chán rồi đúng không? Nhưng mà thôi, chúng ta vẫn phải đi tiếp với nhau thôi. Và hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với nhau về jack cắm 3.5mm ở trên điện thoại. Cho đến nay thì quyết định khai tử jack cắm tai nghe trên iPhone 7 vẫn gây ra rất nhiều tranh cãi. Nó là điều tất yếu phải xảy ra để mở ra một tương lai mới cho ngành sản xuất di động. Nhưng điều đó xảy ra quá nhanh khiến người dùng không thể quen được ngay và gặp bất tiện trong đời sống thường ngày. Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, Apple luôn luôn là một nhà sản xuất có khả năng tạo ra xu hướng. Gây bất tiện cho người dùng là vậy, nhưng việc bỏ cổng tai nghe 3.5mm của Apple đang bắt đầu được các hãng khác học tập. Sau đây sẽ là 5 smartphone đáng chú ý đã mạnh dạn khai tử jack cắm tai nghe 3.5mm. Tech Mag rất hy vọng điều này sẽ giúp các bạn có được thêm cơ sở để chọn mua một chiếc smartphone cho riêng mình trong thời điểm hiện tại. Nhắc đến việc khai tử tai nghe truyền thống hoặc không nói tới iPhone 7 và 7 Plus thì đúng là một tội ác. Việc họ bỏ đi cổng 3.5mm đã dấy lên một làn sóng tranh cãi trên toàn cầu. Apple đã để lại 3 lựa chọn sử dụng tai nghe cho người dùng, bao gồm tai nghe theo máy với cổng Lightning, thứ hai là dùng đầu chuyển và thứ ba là AirPods. Cả ba hình thức này đều có những nhược điểm của nó, bởi tai nghe theo cổng Lightning hoặc dùng đầu chuyển mang đến cho người dùng cảm giác không được toàn vẹn như là khi dùng cổng 3.5, còn AirPods thì quá đắt để mua hoặc mua lại khi làm mất. Nói cách khác, việc bỏ đi jack tai nghe 3.5mm của Apple vừa là để chuẩn bị cho tương lai, vừa lợi dụng khả năng tạo xu hướng của mình để tăng lợi nhuận. Ngoài yếu tố bất tiện nói trên, iPhone 7 và 7 Plus vẫn được đánh giá là chiếc máy đáng mua bậc nhất trên thị trường với thiết kế và hiệu năng xuất sắc. Chiếc flagship mới nhất của Xiaomi, siêu phẩm Xiaomi Mi 6, vừa tạo ra một cơn sốt khi đưa mức giá hơn 8 triệu vào một chiếc máy có thiết kế quá đẹp, hiệu năng tốt bậc nhất thế giới Android, sở hữu camera kép và đương nhiên là mới nhất của Xiaomi rồi. Tuy vậy thì người dùng có phần nào đó hụt hẫng khi biết rằng Xiaomi Mi 6 sẽ không có chỗ nào để cho họ cắm cái tai nghe 3.5mm quen thuộc của mình vào đó cả. Liệu rằng cổng USB Type-C kiêm luôn vai trò cổng audio có thể khắc phục được tình trạng này? Chúng ta vẫn chưa thể biết khi chiếc máy này chưa thể được lên kệ. Nhưng chính sự xuất hiện của Mi 6 đã và đang góp phần vào sự biến mất trong thời gian dài của cổng 3.5mm trên các smartphone của nhiều hãng trong thời gian tới. Như đã biết, Xiaomi là một hãng sản xuất sở hữu lượng người dùng đông đảo. Và khi những khách hàng của họ nâng cấp máy lên Mi 6, thì cộng đồng người dùng không sử dụng cổng 3.5mm sẽ trở nên nhiều hơn, qua đó làm phổ biến và tạo cảm giác quen thuộc hơn với sự biến mất của nó. Nếu như Apple đi tiên phong trong việc tước đi một công cụ nghe nhạc truyền thống của người dùng, thì Xiaomi đã và đang làm điều đó tại phân khúc tầm trung cận cao cấp. HTC U Ultra cũng là một kẻ đi theo xu hướng bỏ jack cắm tai nghe và buộc người dùng sử dụng cổng USB để cắm tai nghe. Đây có vẻ như là một chiến lược không đúng đắn của HTC. Họ không phải một kẻ chiếm lĩnh thị trường để mà thay đổi quá đột ngột như vậy, và đến Samsung cũng không dám làm như HTC. Thêm vào đó, với chính sách giá không hợp lý, việc bỏ đi một cổng giao tiếp quen thuộc với người dùng đã dự báo trước về sự thất bại của U Ultra, bất chấp nó có màn hình phụ, thiết kế Liquid Surface độc đáo, hiệu năng tốt, camera đẹp và khung kim loại. Trong thời gian tới, HTC sẽ cho ra mắt U11, nhưng liệu người dùng có tiếp tục ủng hộ họ đổi cổng tai nghe 3.5mm để lấy tính năng cảm ứng ở cạnh màn hình hay không, điều đó vẫn nằm ở thì tương lai. Và ứng cử viên cuối cùng trong danh sách này là chiếc Moto Z. Moto Z xếp cuối, nhưng đây mới là chiếc máy đầu tiên bỏ đi cổng cắm tai nghe 3.5mm. Điều này xảy ra trước khi iPhone 7 ra mắt vài tháng. Với Moto, chưa rõ việc làm này của họ là đúng hay sai, nhưng nó cho thấy Moto Z có mục tiêu và sứ mệnh rõ ràng của nó. Moto Z sở hữu thiết kế siêu mỏng và truyền tải đến người dùng một lý thuyết về cách sử dụng smartphone hoàn toàn mới. Lenovo đã xác định một mình đi một đường với việc trung thành với thiết kế tháo lắp module để biến Moto Z thành máy chiếu và máy chụp ảnh compact di động. Đó là chưa kể khả năng thay thế pin hay bổ sung bàn phím vật lý. Nhiều người cho rằng Moto Z dù bỏ đi cổng tai nghe 3.5 vẫn là một bước quan trọng trong quá trình chuẩn bị trở lại của Moto, với một cạnh viền siêu mỏng, chip Snapdragon 820, RAM 4GB, bộ nhớ trong 32GB và màn hình 5.5 inch, độ phân giải 2K. Nãy giờ thì mình cứ bolo bala về việc là bỏ đi jack cắm tai nghe 3.5mm sẽ mở ra một chương mới cho ngành sản xuất smartphone. Nhưng mà cái tương lai đấy nó nằm ở đâu ấy thì bản thân mình cũng chưa biết. Chỉ biết là tạm thời thì bản thân mình cảm thấy cực kỳ khó chịu khi mà bỏ đi cái cổng cắm đấy. Chả lẽ chúng ta là phải mua một cái điện thoại mới hay là một cái máy chuyên nghe nhạc mới chỉ để nghe nhạc được à? Đấy, nó hơi vô lý nhỉ, với mình thì nó hơi vô lý. Vậy còn các bạn có thấy việc bỏ đi cổng cắm tai nghe 3.5mm gây bất tiện gì cho các bạn hay không? Và các bạn có nghĩ rằng xu hướng bỏ đi cổng cắm tai nghe này sẽ trở nên phổ biến trong thời gian tới hay không? Hãy để lại ý kiến ở phần comment bên dưới để cùng chia sẻ với TechMag nhé. Và cũng đừng quên like video cũng như là subscribe kênh của bọn mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới. Mình vẫn sẽ hẹn gặp lại các bạn thôi, mình không biến mất đâu.